Tỷ ơ lính ơ thiên Ngày hai trăm linh hai Hãy nghe và nhắc lại cách nói Có một số em gần như còn chưa từng sử dụng qua đâu Dấu ý chia Nghĩ chi hú tôi mới sử dụng của nè Dấu Y Xia Nghĩ Chi 乎，都没使用过呢。有一些你几乎都没使用过呢。有一些你几乎都没使用过呢。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cài đặt An trang Phiền phức, phiền Má phản Vị của đồ ngọt Thiến phiền đấu quầy tảo. Nói chung là Dùng rư. 你要通报出去，记得通知我。分轮练习，说中文，一直练习讲中文，一直练习说中文。好 h ó t á c h c h nán quải chọn chuyên ngành, Chuyển chuyên ngành, chọn chuyên ngay chọn chuyên liên chọn Tối nay ăn lẩu buffet tự 然后，将来有不，应该有不少吧，但别急。叔叔再见。那顶顶后没顶半个小时才找着。 Lâu lắm không ăn lẩu kiểu chung rồi. Kháu chiều mới chư trung sư khổ cua lọ. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong tờ chan chữ. Có một số gần như đều chưa từng sử dụng qua. 有一些几乎都没使用过。